第81天, ngày 81. Anh nghe phản nhau lại cách nói, giá cả lại rất hợp lý. Giá cả yêu hẳn hợp lý. Giá cả yêu hẳn hợp lý. Giá cả yêu hẳn hợp lý. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương, bạn của chị Triệu. Tôi là Phan Thùy Dương, Zhao Jie Jie 的朋友. Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说的挺好的。cũng là người Hà Nội. 也是河内人。người bản địa Quế Lâm. 桂林本地人。哦，华萨拉费。哦，原来是这样。Nhận được rồi với nghĩa nhận được điện thoại rồi. Chia đạo lợ. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用. Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Không được.Sao có thể để bạn? 不行, 怎么能让你? Một chút việc nhỏ này. 这点小事. Hai vị muốn uống cái gì? 两位想要喝什么? Từng uống qua đồ uống ở chỗ này chưa?喝过这里的饮品吗? Mình hay đến tiệm này đọc sách, tự học. 我常来这家店看书自习。Thái độ phục vụ của chỗ này. 这里的服务态度。Chất lượng cũng không tệ. Chất lượng也不错.